Dù sao, tôi cũng đã quyết định nghỉ việc rồi. Có lẽ sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em đang rất thiếu khôn ngoan đấy Phương à. Vì sao, dù trước đây hay bây giờ, em vẫn luôn luôn không thèm nhìn đến anh, hả? Anh định làm gì thế anh Liêm? Anh chỉ muốn hỏi em, anh thì thua gì thằng chồng kém cỏi của em? Em nói đi. Anh bỏ em ra. Vì sao, anh yêu em như thế, kiên trì như thế, em vẫn không tin vào tình cảm của anh, trong khi thằng chồng của em lên giường với người khác thì em lại do dự, hả? Vì anh ấy là người tôi yêu, có thế thôi. Mời anh ra khỏi nhà tôi. Nếu anh không ra khỏi nhà tôi ngay thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Dù sao cũng chỉ là một con đàn bà thôi, đừng có đánh giá mình cao như thế. Tôi đưa em lên được thì tôi cũng có thể dìm em không ngóc đầu lên được. Dìm như đã từng dìm thằng chồng khốn quẫn của em đấy. Dạ vậy đấy, tôi sẵn sàng đợi xem. Cút ra khỏi nhà tôi. Chào kỹ sư vườn ao chùa. Lại đến van xin vợ mày tha thứ đấy à? Việc của tao không cần mày phải quan tâm. Không quan tâm à? Tao có thể quan tâm đến bất kể những gì tao muốn, bất kể ai tao muốn, như là vợ mày. Mày có biết tại sao mà mày không bao giờ có được tình yêu của Phương không? Bởi vì mày không hiểu cô ấy. Mày tưởng là cô ấy giống mày, nhưng không, cô ấy giống tao. Chừng nào mà cô ấy còn chưa bước ra khỏi cuộc hôn nhân của bọn tao, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội. Cũng giống như tao vậy, tao không bao giờ phản bội cô ấy cả. Vì Phương là người như vậy nên không bao giờ có chuyện Phương để cho một thằng như mày động vào người cô ấy đâu. Ồ, thế à? Thế mà vợ mày lại vừa lao vào tao như con hổ đói, còn đòi xé áo tao đây này. Mày là... Anh, cút đi. Em không biết là anh còn có thể động chân động tay cơ đấy. Bởi vì hắn ta đặt điều với em mà. Lúc nãy hắn ta có hành động khiếm nhã với em đúng không? Cũng không có gì lớn. Mà thôi, anh về đi. Vẫn đuổi anh về à? Em còn phải đi đón Mây nữa. Hôm nay có quá nhiều chuyện rồi. Phương, chúng ta cùng đi đón con có được không? Nếu như con thấy chúng mình đi đón cùng với nhau thì nó sẽ rất vui đấy. Anh biết là em vẫn đang rối bời, không biết là có nên tin anh hay không. Nhưng thực sự là anh không muốn đợi nữa. Anh không kiên nhẫn nổi nữa. Có những lúc anh rất yếu đuối. Anh nghĩ là anh sẽ không có cơ hội nào cả, nếu như em cứ nhất quyết rời bỏ anh. Nghĩ đến việc mất em và mất con là anh không chịu đựng nổi. Anh thực sự đã rất cố gắng. Em không thấy sao? Anh đã cố gắng để cho em nhìn nhận lại anh, để cho em tin anh, để em không đẩy anh ra nữa. Nhưng
Nếu như anh lại... Không có nếu như nào cả. Chắc chắn là không. Anh có thích căn nhà này không? Suốt thời gian vừa qua, anh ăn nhờ ở đậu, hết ở nhà Bình, rồi lại ở trọ luôn tại chỗ làm. Lông bông như thế anh mới thấy rằng chỗ nào có em và con đều là nhà của anh hết. Anh đều thích hết.